Chào mừng các bạn đã trở lại với Mango TV. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ một vài trải nghiệm của mình khi lần đầu sử dụng một trong những hệ điều hành đầu tiên của người Việt. Ngoài XOS ra thì chúng ta còn có BlueOS. Tuy nhiên thì mình sẽ không nói đến BlueOS ở đây, mà chỉ nói đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thôi, hệ điều hành XOS. Trải nghiệm đầu tiên với hệ điều hành XOS đó là nó nhanh, giống như là việc các bạn sử dụng hệ điều hành Android gốc vậy. Mọi phản hồi, mọi thao tác đều được thực hiện ngay lập tức. Điểm thứ hai mình thích đó là giao diện của hệ điều hành. Các icon được làm rất đồng bộ, rất đẹp. Tuy nhiên thì các icon ứng dụng của bên thứ ba thường thì sẽ bị đặt ở trong một cái khung màu trắng. Ngay cả đối với những icon đã bo góc rồi, ví dụ như là game Alphard 8 ở đây, thì nó cũng sẽ để trong màu trắng. Việc này đơn giản sẽ làm cho tất cả các icon có kích thước giống nhau và có cái form bo giống nhau. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn cài nhiều ứng dụng mà cái nào cũng bo viền bo góc thế này thì cũng không được đẹp cho lắm. Điểm đặc biệt ở hệ điều hành đầu tiên của người Việt này đó là khả năng tùy biến rất cao. Các bạn có thể thay đổi bất cứ cái gì, kể cả ở trên thanh thông báo trạng thái này. Chúng ta cũng có một kho chủ đề. Kho chủ đề này thì dùng chung với hệ điều hành Android gốc và các ROM CM. Các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều cái giao diện để các bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích của mình. Ấn tượng nhất vẫn là hệ điều hành XOS có một cô trợ lý ảo riêng. iOS thì chúng ta có Siri, Android gốc thì chúng ta có Google Now, Windows Phone thì chúng ta có Cortana và XOS chúng ta có VAV. Nghe có vẻ giống VAV. Cô trợ lý ảo VAV này ở phiên bản beta này thì chúng ta vẫn chưa có. Ngoài việc có thể tùy biến rất là sâu về phần giao diện, thay đổi thứ tự thì XOS còn có cho phép can thiệp sâu hơn. Các bạn có thể tùy chỉnh được icon bé hơn và chúng ta sẽ có không gian hiển thị nhiều hơn. Rất là tiện khi mà chúng ta có một màn hình lớn với độ phân giải cao, tuy nhiên thì các icon, các phông chữ lại quá to. Thì khi đó chúng ta có thể sử dụng tính năng này để thay đổi độ phân giải màn hình, giúp cho không gian hiển thị có thêm được một chút và chúng ta có thể đọc báo, đọc chữ thoải mái hơn. Ngoài ra thì XOS cũng hỗ trợ nhiều người sử dụng trên cùng một thiết bị. Tuy nhiên thì theo mình thấy, tính năng này không thực sự hữu ích cho lắm. Thường thì sẽ là iPad hoặc tablet mọi người sẽ dùng chung và điện thoại cá nhân thì sẽ dùng riêng. Tính năng này sẽ rất hợp lý khi mà những chiếc tablet lên được XOS, nhưng rất tiếc là hiện tại chưa có mẫu tablet nào được hỗ trợ hệ điều hành này. Tính năng này cho phép chúng ta có thể chuyển qua lại giữa các người dùng. Thì khi mà các bạn đăng nhập vào cái tài khoản đó thì chiếc máy sẽ trở thành một chiếc máy gần như hoàn toàn mới luôn. Chưa có bất kỳ một ứng dụng, chưa có bất kỳ một cài đặt nào đang hiện hữu ở trên tài khoản mới này. Rất là hay. Hy vọng là tương lai chúng ta sẽ có những chiếc tablet chạy XOS. Một điểm nữa cực kỳ đáng khen trên chiếc LG G3 chạy XOS đó là máy không hề nóng. Trong quá trình mình sử dụng, mình xem phim, mình chơi game thì máy không hề quá nóng như bình thường. Trái lại thì nó chỉ hơi ấm ấm một chút thôi. Không biết có phải là các anh chị đang phát triển XOS đã tìm ra được cách để tối ưu phần cứng cho LG G3 hay không? Và nếu đúng như thế thì những kỹ thuật phần mềm của LG đang làm cái gì vậy? Vừa rồi là một vài điểm đáng khen trong lần đầu mình sử dụng XOS. Tuy nhiên thì vì là bản beta lại là hệ điều hành mới nên sẽ có một vài lỗi mà các anh chị phát triển nên khắc phục nó. Và đầu tiên, bản beta nên chưa có nhiều ứng dụng và thiếu rất nhiều. Ví dụ như là mình không thể nào tìm ra được cách để vào album ảnh. Thứ hai nữa là các phần mềm khi mà mình cài đặt thêm vào thì cũng chưa thực sự chạy ổn định. Thỉnh thoảng vẫn có lỗi treo ứng dụng. Ngay cả trong tính năng chuyển qua lại giữa các người dùng, các tài khoản thì nó cũng thỉnh thoảng cũng xảy ra tình trạng lỗi không mở lên được. Thứ hai là giao diện camera trông hơi lỗi. Mình nghĩ là do phần 3 nút cảm ứng ở phía dưới đã đẩy 3 nút của trình giao diện lên trên một chút, khiến cho cái phần giải màu đen không ôm hết được 3 nút cảm ứng. Hơn nữa là việc ấn vào để xem lại các hình ảnh đã chụp cũng không thể thực hiện được. Điều không hài lòng thứ ba đó là chúng ta không có khả năng nâng cấp phần mềm bằng OTA. Mình cũng không rõ đây có phải là do đang là phiên bản beta nên như vậy không. Nếu như mà trong phiên bản chính thức chúng ta có khả năng update qua OTA thì tuyệt vời. Điểm không hài lòng thứ tư đó là XOS trên LG G3 đã làm mất đi những tính năng mang thương hiệu của LG, Knock Code và Knock On, Knock Off. Tính năng chạm hai lần vào màn hình để tắt mở máy hiện giờ đã không còn nữa và chúng ta chỉ có thể chạm hai lần để mở máy lên thôi.
Mặc dù chê là như vậy, tuy nhiên thì chúng ta vẫn nên ủng hộ những bạn đang lập trình nên XOS, đặc biệt là những bạn đang sử dụng những máy có tuổi đời cao rồi, ví dụ như là LG G, ví dụ như là Samsung S2, S3. Trong danh sách những máy có khả năng cập nhật lên XOS, các bạn có thể thấy trên màn hình thì chúng ta có những máy rất là lâu rồi, ví dụ như là LG G, thì các bạn nên ủng hộ các bạn ấy góp ý và phản hồi lỗi để các bạn ấy có thể sửa ở trong các phiên bản tiếp theo. Link diễn đàn và link các sản phẩm hỗ trợ mình sẽ để ở phần mô tả, hoặc các bạn có thể ghé qua forum của Tech Cafe để góp ý. Hy vọng là sắp tới thì chúng ta sẽ có một bản XOS hoàn thiện nhất có thể để trải nghiệm được hết tất cả các tính năng của hệ điều hành này mang lại. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã lên XOS chưa? Nếu các bạn muốn lên XOS thì các bạn có thể mang qua Mango, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Tất nhiên là với những máy mua tại Mango rồi, hãy bình luận cảm nhận trải nghiệm lần đầu tiên sử dụng XOS xuống phía bên dưới. Những điểm các bạn hài lòng và những điểm các bạn không hài lòng, có thể là mình sẽ gửi giúp các bạn tới những bạn phát triển XOS. Và đừng quên đăng ký theo dõi Mango TV. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye!